Chúng tôi xin đọc bài cho ông cò Tào Hạo, tức thầy giết ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ, tức là năm 1942. Mời quý vị nghe, giờ là có hỏi phê bình, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dình là thế. Chúc ta ông toàn nhà dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu nơi cõi thảm sông sầu bể khổ làm ngựa xe cam dỗ tao nhân cây ra lắm nở không mà trần luân hồi sao nghèo cũng lần bước ra dài tỉnh ngộ ai mà biết ai giúp đèn đầu tâm mã sáng rực soi đường cầu cứu cho đạt ngôn hương chỉ về ma dương hải làm cho chúng phục cùng chân ai trong sáng thân giám thị lục tâm đừng cho chúng tính lầm quan ngoài thì chấp thủ mà ngắn lục trần tha ngủ mừng nhất lần thân mà cõi sân chi cũng phải tạo hòa đem về giấc tánh chân như kim thân thì hiện nhất nhà trời tử sanh đem tâm hồi hương ma đục lần làm mà tối phật tổ chí thành chí chân dầu mặc phải mưa đơn gió kép cũng chịu kỳ mà dẹp ngay trong ngày nào đắp được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bãi đời về cực lạc thanh thôi ngang dường ấy là ngày ban thưởng công phu chúc cho đó dẹp mây mù vững vàng bất thối công phu vuông tròn tới ngày biển càng non mòn cứ ẩn đà trả chồng còn tôi tâm nay ông nhập tử làm tâm trước sau thì khác thiện tâm dẫn đồng răng tay nghe được tình hồn thờ qua ít chữ lỗi lòng chia dung Nam Mô A Di Đà Phật. Lên giới thiệu đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và thưa quý đồng